Hello, xin chào nhiều tơ nha. Rồi thị trường đã bước vào siêu sóng rồi và hôm nay chúng ta thấy là rất nhiều nhóm ngành bắt đầu vượt đỉnh cả nha. Đó, có thể nói là chúng ta mua TNG vào buổi sáng đúng không? Nó mới tăng 1-2% thôi và sau đó thì TNG tăng 10%. Đạt Phương cũng tương tự, em Đạt cũng nói là Đạt Phương sắp muộn tăng trần rồi. Cuối cùng Đạt Phương tăng trần trong phiên sáng luôn cả nha. Và hiện nay Hòa Phát cũng đang là diện nhóm midcap, nhóm mà là cổ phiếu hóa lớn đúng không? Đang tăng lên khá là tốt nè. Ngoài ra chúng ta thấy là khi mà thị trường tăng lên rồi thì không thể nào thiếu nhóm chứng khoán nha, CTS, MBS ha. FTS cũng đang chỉ cổ tức cũng đang tăng lên khá là tốt này, hoặc là cổ phiếu riêng lẻ khác như AGG, Đàm Cà Mau, HAX, rất nhiều cổ phiếu tăng vượt đỉnh luôn đó nha. Và này chúng ta không còn chần chừ nữa, chính là chúng ta đang ở trong một siêu sóng rồi. Chúng ta nếu không được cơ nhiều đằng này thì chúng ta không biết đầu tư trong đằng nào mới có thể kiếm được lợi nhuận cả nha. Rồi chúc mừng cả nhà nha, anh chị em đã tin tưởng em này cũng như là tin tưởng cái room cộng đồng chúng ta đã đánh rất thành công và ITP đã cho bắt đáy từ 1.170 rất là tốt của chúng ta đã có một con sóng siêu sóng có thể là vượt 1.300, vượt 1.400 trong từ đây tới tháng 6 và tháng 9 ha. Rồi xin chúc mọi người nha nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần chi tiết ha. Ở đang thấy chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu là tăng tím ngày hôm nay, nhóm công nghệ cũng đang khá tốt nè. Đạt Phương là TG cũng đang tăng 10%. Đây cái nhóm mà trong là vốt nhóm căn biển CTR cũng tăng trở lại ha. Rất nhiều phiếu TNG tăng tím mà em đặt mới là HAX ha. Đấy. Đặc biệt là nhóm chứng khoán một trong những nhóm đáng chú ý cả nhà. Rồi ngoài ra nhóm cao su, nhóm khu công nghiệp cũng đang khá tích cực ha, chúng ta mua gom những cái vùng tiếp trước đó rồi ha. Đây chúng ta nếu trong một cảnh hiện nay thì thị trường có thể tăng lên 1.300 hoặc thậm chí là 1.400 trong năm nay luôn cả nhà, chúng ta vào sóng 3 lớn ha. Đấy có thể tập trung mua những nhóm mid cap bán lẻ dệt may cao su khu công nghiệp hoặc là dầu khí ha. Dầu khí khả năng tích lũy nó sẽ sớm vượt đỉnh trở lại thôi thời gian, nhưng mà hiện nay cái đang có con sóng rất là lớn nhóm dệt may cao su ha, thậm chí là nhóm bán lẻ nhưng mà GAP tiếp tục dẫn sóng đi lên. Hòa Phát là gì, nhóm mà hoa lớn thì khả năng thị trường không phải là tăng về mặt số mà phiếu tăng vượt đỉnh đâu, có thể chúng ta tăng về mặt chỉ số nha. Đấy là coi như thì rất tích cực ha. Ở đây thì Bộ Lao động Thương Bộ Lao động Mỹ cũng đang chỉ số CPI của tháng 4 nè tăng 0.3 rồi, mà ước tính là có thể tăng 0.4, nghĩa là gì, thấp dự báo Dow Jones là đang tăng rất là mạnh mẽ nữa nha, và hơn tăng hơn 300 điểm mà rất là tốt. Mà CPI lõi không bao gồm giá thực cũng tăng 0.3% này. Đấy. So với tháng tháng 3 đánh dấu mức tăng hàng thấp nhất trong vòng 4 tháng vừa qua ha. Thấy không? Dow Jones Quan Mỹ tăng rất là mạnh mẽ lên ha. Rồi vượt vượt gần như lên tới gần 40.000 điểm đó nha, tăng rất là khủng khiếp luôn ha. Và Bitcoin bật tăng lên trở lại 66.000 rồi. Đó rất là tốt, và DSI trong những cái dấu hiệu rất là tốt cho thị trường chứng khoán thế giới chính là DSI ha. Đã phá cái trên tăng rồi và hiện nay đang về có mức là 104 rồi cả nhà. Rồi bản tin may đặc biệt em Đạt sẽ đi dùng một số cổ phiếu nhóm ngành cơ bản tốt mà có thể nói là mới đến thì em Đạt nói rồi ha, thì đang bật tăng lên rất là tốt, thanh khoản cho tăng trở lại ha. Này không có gì bàn cãi rồi, chúng ta còn có Đạm Cà Mau này, hôm nay thanh khoản vào rất là tốt mà. Đấy chúng ta thấy là vùng dòng tiền cá mập đang bắt đáy chỗ vùng 30-31 cho rất là nhiều. Đạm Cà Mau rồi chúng ta có cổ phiếu TG này không, cũng đang bật tăng lên, ok bật đỉnh nào. Sáng chúng ta có một TNG ha, TNG quanh vùng giá 22.7 nha, không giấu mọi người. Ngoài ra chúng ta có phiếu nào nữa? Nhóm chứng khoán chúng ta có CTS này, đấy cho người mua bao nhiêu? Mua quanh 37 vậy mấy đang vực tăng rất tốt mà. Ok. Rồi cổ phiếu MBS cũng đang cho những điểm mua tốt nè, sắp tới vượt đỉnh trở lại thôi, như y chang cái con CTS thôi. Chứng khoán chúng ta còn có HCM đang vận động khá tích cực ha. Ngoài ra nhóm dầu khí thì đang chứng là đà tăng, đang tích lũy một đỉnh rồi, nhưng mà chung thì lực bán không quá nhiều. Đấy. Rất nhiều cổ phiếu như AGG này, An Gia, HAX cũng đang tăng rất là tốt. Mấy cổ phiếu em đã kể đây, trong đây anh đều có thể mua được đó nha. Đến vàng nè, AGG ha. Đang khá là ok. AGG rồi cổ phiếu HAX nè. Doanh số bán lẻ ô tô cũng đang khá là ok nha, cho mọi người coi ha. Đây, rất nhiều cổ phiếu đang tăng trưởng tốt. Đây, mình đang hóa hết tiền tài là phân phối sàn sang Việt Nam chiếm 4% thị phần phân phối của Mercedes nha. Và năm 23 hết gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận giảm 35 tỷ nè, giảm 85% luôn so với cái mức lợi nhuận là 239 tỷ cùng kỳ năm trước. Như hiện nay thì tháng 4 vừa rồi á thì hết đã thấy sự bật tăng lợi nhuận sau thuế còn nhiều hơn một năm 2023 luôn đó nha. Chỉ còn một tháng là tháng 4 rồi nha. Và tăng 500% nha so với tháng trước, đánh dấu 3 quý tăng trưởng liên tiếp cả nha. Hiện nay thì VN-Index cũng đang tăng khá là tốt, thì rất nhiều cổ phiếu xanh tím mà. Đó, chứng khoán cũng đang khá tích cực, mà nói mọi người mua gom chứng khoán những vụ trước đúng không? Vote này cũng đang liên tục cho mọi người mua. Đấy. Thậm chí là MBS nè,
đó, hoặc là những cổ phiếu như là một chiếc đại như SJC không bắt đáy nè, hoặc là DRC cũng đang rất là ok cho những lợi nhuận tốt quá, hoặc là hôm qua cho mọi người mua cổ phiếu Nam Long nữa, Nam Long đánh tay cộng thôi. Từ hôm nay cũng là sáng nay cho mọi người mua đang lời khoảng nhẹ thôi, nhưng mà khá là cực nhanh, đánh dấu sự lại của nhóm cáp, nhóm rất yếu, nhóm bất động sản có hồi tăng. Thì mọi người biết là nhóm nông nghiệp BAF này cũng đang tăng khá tốt, đang Cà Mau, đang Phú Mỹ BAF, đúng không? Rất nhiều cổ phiếu xanh tím như vậy thì đánh dấu một dòng tiền rất là mạnh ha. Rồi, xin chào nhà, chúc mừng thành công nha. Thị trường chúng ta đang có rất nhiều cơ hội và ta nên gia tăng tỷ trọng trong ngành này. Còn anh chị em nắm cổ phiếu mạnh rồi, vượt đỉnh rồi thì nên tiếp tục nắm giữ rồi nha. Hôm nay có điểm mua TNG ha, bot trong room rồi không? Đạt Phương ta mua những vụ trước rồi ha, CTS mua vùng mà 37 nha. Ok, xin chào nhà nha, chúc mừng thành công.